tới nhà rồi đây. Về thượng lộ bình tĩnh nha. Anh vô nằm xíu. À, chạy. Có nắm hiểm của em. À, dạ. Quên. Anh tỉnh, anh quên đây nhé, nó quá xịn. Rồi, nó phải tiền xe đó anh chạy. Em muốn anh trả tiền xe đúng không? Dạ. Bây giờ em kêu anh là 2 tiếng hoàng thượng đi, anh trả tiền xe ôm nha, được không? Ủa khoan anh trai. Anh trai hơi tỉnh đúng không? Em chở anh về thì em lấy tiền xe thôi chứ hoàng thượng gì nữa anh trai. Không kêu hả? Không. Anh cho thêm tiền. Kêu anh hoàng thượng hay anh cho thêm 2 triệu luôn. Ừ, anh trai. Xin phép anh trai nghe. Tôi lấy 50 tiền xe ôm bút thôi ha. Thằng khó chịu ơi. Anh trai, nãy giờ em đứng ở ngoài á, em nghe nói cái gì mà anh trai kêu á là chỉ cần kêu anh trai là 2 từ hoàng thượng thôi là anh trai cho tiền đúng không? Bây giờ anh trai cho tiền em đi, em sẵn sàng kêu anh trai bằng hoàng thượng kêu mấy lần cũng được hết. Hả? Kêu đi anh cho tiền ha. Trời ơi, ngon lành dữ trời. Dạ, muốn tâu hoàng thượng, thần xin thỉnh an hoàng thượng. Nhìn hoàng thượng kiểu này chắc như mới đi ngự tủ ở hoàng triều về đúng không? Kiểu này chắc là cung tầng mỹ nữ rồi cả đống luôn đúng không? Trời ơi, thằng chỉ cần nhìn sơ qua thôi là thấy thần thái hoàng thượng rất là sang trọng rồi. Chưa kể nữa nha, cái lời nói của hoàng thượng phát ngôn một cái nó thơm ngút trời. Được. Rồi, chậm hoàng thượng nha Khanh. Hả luôn hoàng thượng. Trời ơi, hoàng thượng sợ như vậy. Dạ, thần xin tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng dặn tới. Rồi. Chờ chút. Đây, tối nay Khanh qua cung của chậm. Chậm mở yến tiệc đại Khanh, là coi như là cá ơi rồi, cung tần mỹ nữ đầy đủ không thiếu cái gì hết. Nè. Anh trai. Anh trai xỉn dữ lắm rồi. Cắt chìa khóa nhà vô đi, tự nhiên đưa ta làm chi? Hiểu không? Anh vô anh nghỉ đi, chứ tôi thấy anh là tới lắm rồi đó. Chánh gia, chậm đang nói chuyện với trung thần của chậm, phải không? Khanh gian vô vậy là coi là phạm tội khi quân, tru di cửu tộc mà không bây giờ. Đây, cầm. Nói ra. Dạ, quan thượng vô. Dạ, để thằng đóng cửa đi quan thượng. Rồi. Ê, tên con hồn. Trời ơi, mày nghĩ sao Tấn? Tuyển lấy chìa khóa nhà người ta. Biết người ta là ai rồi làm gì mày không? Đó tao làm mày bà hay sao? Tao nhìn cái thằng đó từ xa rồi, tao thấy là nó không được bình thường. Mẹ mà mày kiểu cái kiểu mà cái đầu nó có vấn đề mà kiểu tưng tưng nhẹ vậy đó. Còn riêng mày nè, mày nghe tao nói cho kỹ. Mày tránh xa vụ này. Mày mà can thiệp vô á, tao xử lý luôn mày đó. Mọi chuyện do mày hết. Tại vì mày ngu, mày để mất cái mối này. Bây giờ mày thấy tao bay vô ăn cái mối này ngon quá mày tiếc đúng không? Tiếc cái gì? Ai mày rảnh tiếc. Tao khuyên mày tao đó, nghe tì mày. Chắc chắn là không nghe rồi. Ơi là trời, cái thằng ông cứu nội. Chú trời, nhà đẹp quá ta. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng. Hoàng thượng. Dạ, thần xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng dạng tế. Nâng chiêu lung linh trên da mình, chờ buổi tối mà có nắng bạn ơi. Alo, nghe nào mà. Alo, nghe tỉnh ơi, cứu tao tỉnh ơi. Ê, hoàng thượng sao? Ê, đâu có hoàng thượng ơi. Ây da. Rồi, nghe tiếng nước này đâu rồi, đợi tao chút, qua tới liền. Ây da, trời ơi, chết tôi rồi. Ê, đau hả luôn nhân. Nè, ngồi dậy coi, ngồi sao không? Ê, tao mày đánh đau, tao báo mày nha. Báo đi. Báo công an đi, cho công an cộng đầu tụi bay. Nè, ban đêm ban hôm vô nhà tao làm gì? Ăn trộm hả? Ăn trộm gì không cứu nội? Hả? Ông là người kêu tôi là qua đây đi, rồi ông ấy là đãi tiệc đó, cung tặng mỹ nữ các kiểu, rồi bây giờ ông còn đưa chìa khóa nhà cho tôi nữa, ông kêu tôi ăn trộm lần sau. Tao đâu có khùng đâu, đưa chìa khóa cho mày làm gì? Này mày của tao đúng không? Dạ kính thưa. Dạ ông có nội ơi, ông có nội rất tỉnh, ông có nội không có khùng.
nhưng chỉ tỉnh khi nào không bị công an mang nhập thôi. Tôi nè, nhân kiến sống nè, hồi sáng tôi chở ông về đây ha, cái tôi lấy tiền xe, cái ông kêu là bây giờ muốn ông trả tiền á, ông kêu ông Hoàng Thượng đi, xong rồi ông trả tiền ha. Không đó, tôi đâu có kêu đâu, xong này nó vô kêu cái ông cho tiền nó, xong rồi chìa khóa cho nó, ông nói là tối nay qua Hoàng Thượng trẫm sẽ đãi người tất cả cái món ngon tủ lầu ở đây không, xong mới nhỏ cái chìa khóa nhỏ qua chứ ông tin đúng không, trích xuất camera trước cửa đi rồi coi mình khùng cỡ nào. Please, thiệt vậy luôn hả? Dạ cha, thiệt tôi không nhớ vậy đó. Thôi cho xin lỗi nha, hồi nãy tưởng ông ăn trộm quýnh ông quá trời. Đâu có quá trời gì đâu, thiếu điều sắp xuống lỗ à. Ê, tôi thấy ông quýnh mày mà tao vừa lòng ghê. Tại biết sao không? Cãi, đâu làm gì đâu, trời ganh tị tao. Ừ, ganh tị cho bị đánh, vừa lắm, vừa cái nơi xuống. Đau không? Súng đau. Ừ, coi như là mày lấy 2 triệu sáng không cho mày á. Đi mua thuốc đi. Rồi để lát rồi tôi gửi thêm tiền hả? À, dạ thôi, dạ, dạ Hoàng Thượng. Hạ thần không dám nhận. Dạ Hoàng Thượng bỏ thượng không bỏ kiếm của Hoàng Thượng xuống. Ê thôi à, hai ông ở lại ăn với tôi đi, nhà tôi nhiều đồ ăn lắm, với lại mới mua chai rượu xịn, ở lại chơi. Mày nhậu không? Dạ, em lại anh ha. Bỏ nhậu con cái đi ba, bớt nhậu lại ba. À biết rồi, ít nhậu lại. Tao cảm ơn mày nha, mày không qua cứu tao chắc đập hồi chắc xuống lỗ thiệt luôn. Ơ nghĩa gì mày ơi, hên cho mày lại gặp tao. Tao là tính shipper, vậy tính shipper không có gì là khó. Tao đưa mày đi bệnh viện nha, thấy mày tao mắc cười quá. Từ từ nha, vừa lòng tôi nào rảnh qua nhậu. Dạ. À, cái gì con gái là đen hơn nè. Quán xa tao mày làm gì mày? Tao làm gì kìa mẹ tao. Ê cái thằng đi mày, mày nhớ mặt tao thằng chó. Em có sao không em gái? Cái gì không? Ờ, mọi người ơi, tôi hỏi ai là người thân của bé này ạ? À? Dạ mọi người ơi, à, anh ơi. Ủa anh? Dạ dạ. Anh ơi. Dạ, em nè anh, có chuyện gì vậy anh? Hả? À, cậu là người thân của bé này hả? Dạ dạ. Hồi nãy á, bé nó bị người ta sờ mó nên làm bậy bạ đó. Cậu buôn bán ở đây á, thì dè chừng như cho. Coi kỹ lưỡng á, tại vì ở đây phức tạp lắm, không ai biết ai là ai đâu. Cho con bé kỹ vô. Dạ dạ. Em cảm ơn anh nha. Lần sau trông chừng bé kỹ hơn. Dạ dạ. Dạ. Anh ơi. Có sao không em? Con ơi, giờ mày tìm đâu con? Con gái. Qua giờ con có thấy mấy gái nào chặt tuổi con bị mù không con? Dạ con không thấy, đi lạc hay gì? Con gái của gì? Nó đi từ qua giờ tìm qua không thấy. Con cũng không biết nữa, hay gì hỏi thêm mấy người xung quanh coi sao nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mẹ ơi, hay là mình kiếm thêm dầu đi mẹ. Né vô chị ơi. Trời ơi, sao đứng giữa đường vậy? Anh tính. Ủa? Dạ, anh có thấy nhỏ em đi đâu không anh? Nhỏ em của em. Dạ dạ. Là con bé nhỏ nhỏ bị khiếm thị hôm bữa anh gặp ở quán nhậu á đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi sao? Tối hôm qua em cũng không biết là nó đi lạc hay là bị người ta bắt cóc nữa anh. Bắt cóc? Là sao? Dạ, em xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe ca khúc của em. Bài hát tiếp theo em xin trình bày ca khúc được mang tên. Dạ anh ơi, ở trong kia có người muốn mua kẹo ủng hộ anh. Dạ dạ, ở đâu vậy chị? Dạ anh đi sâu bên trong đi, đó có người đang vẫy tay kìa. À dạ dạ dạ, em vô liền. Dạ. Cảm ơn chị nha. Anh hai. Anh đi trong kia anh bán kẹo rồi anh ra liền. Em đợi anh hai xíu nha. Dạ. Đứng yên đi nha. Anh hai lẹ nha. Ừ. Đợi anh hai xíu. Anh cứ đi đi. Anh cứ đi để em canh bé cho. Dạ dạ, cảm ơn ạ. Nhi ơi, anh hai bắn xong rồi nè. Nhi ơi. Nhi ơi. Chuyện là như vậy đó anh. Dạ yeah. Theo như em nói á, thì rất có khả năng cái người mà kêu ra để mua kẹo kéo á là người bắt cóc. Phải không anh? Nhưng mà em thấy họ ăn mặc cũng đàng hoàng lắm mà. Nghe con nói bây giờ mẹ mới để ý. Không lẽ nó bắt cóc con Nhi rồi con? Thật ra thì mình chỉ mới nghi ngờ thôi. Nhưng mà nếu như tụi nó là bắt cóc thiệt á thì đó có khả năng. Tại vì bé Nhi bị khiếm thị, tụi nó sẽ hướng tới những đối tượng khiếm thị nếu như là người chăn dắt. Con ơi, con có cách nào giúp cho mẹ con gì không con? Dì với lại em cứ bình tĩnh. Thôi được rồi, để con tính cho. Anh, vậy bây giờ mình làm cách nào anh? Cách á thì có nhiều. Yên tâm, để anh tính.
Dạ bà con cô bác mình ơi, bà con cô bác thương tình mua em tờ giấy số. Chị mua em tờ giấy số chị. Em bán giấy số luôn, em bị bại não á chị. Dạ chị thương chị cũng vậy. Dạ của mình, em cảm ơn chị. Mua thêm em chị. Dạ à, anh ơi, anh mua em tờ giấy số đi mấy anh. Ê anh kia à. Dạ chị. Trong kia kia giấy số kìa. Ở trong nào chị ha? Đó, trong kia kìa đó thấy không? À trong đó ha, dạ. Giờ em vô đó em bán á, chị thương em, chị đứng chị coi dùm em dùm á, nó bị bại não sợ đi lung ta lung tung. Rồi vô đi em, đứng ở đây nha. Vô lẹ đi. Dạ. Dạ em vô liền nè. Ây da, cái số của mấy anh mua mấy tờ. Dạ vẽ. Chú em mạnh tọn ngon ha. Hiểu nàng nào vậy? Nó đây nơi, nó đó. Giỏi lắm chú em. Mọi người ơi, bị nó lừa rồi. Có thấy thằng áo nào sẵn hỏi xịn gì không? Mày dựng mặt tao. Mày còn cái hàng kia đồng bọn nó kìa mọi người. Đập nó đi. Đồng bọn kìa mọi người. Cái gì đây cha? Dẹp ở đây! Bị lộ hết rồi kìa. Tụi chó thì nó cho người qua nhử tụi mình. Kể từ ngày mai tụi bay đừng có qua cái quán đó chơi nữa. Nghe chưa? Không biết rồi. Má, tức thiệt chứ. Không biết sao bị lộ luôn á. Tao nói thì nghe đi. Ngày mai đi chỗ khác làm ăn. Mà nè, con nhỏ nó bị mù á, điêu hồn mà giữ cho kỹ. Đại ca yên tâm đi. Cái thằng nhỏ này, chuyện nhỏ. Điêu hồn mày đó. Phụ, con tới rồi. Ui, đâu đây? Mày đừng chạy theo sư phụ á. Ui, ra đây. Thấy mày đó. Ra đây. Tao nè, quen không? Dạ. Con bé này nè. Vậy là lộ rồi nha. Bắt cóc đúng không? Ý, lần này bị tao bắt tận tay, dai tận mặt. Khỏi chói khỏi chạy ha. Tao chạy hay là mày chạy? Tao chích mẹ nó cho tao. Bắt được rồi bà già. Bà định bắt cóc tôi gì? Bây giờ tới lượt tôi bắt bà nè. Mày buông ra coi. Tụi mày đây. Xui cho mày là gặp tao. Tao là tính shipper. Và với tính shipper thì không có gì là khó. Công an tới rồi. Tụi bay chạy không thoát đâu.